Trước mặt quý vị, đây là di tích lịch sử Thành Vàng Lồng. Vào ngày 20 tháng 6 2014, Thành Vàng Lồng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định 295 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua nghiên cứu khảo sát, chúng em đã biết Thành Vàng Lồng được xây dựng trong 9 năm cách đây hơn 2 thế kỷ. Theo tư liệu, vào khoảng thế kỷ thứ 18, gia đình ông Vàng Chống Cáng di cư từ Trung Quốc sang và định cư tại bản Tả Phìn. Sau một thời gian làm ăn buôn bán thuận lợi, ông đã trở nên giàu có nhất vùng và xưng mình là vua. Ông thuê người xây thành nhằm bảo vệ tài sản gia đình. Thành được xây dựng trên một vùng đất khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ, tập trung đông dân, đường xá đi lại thuận tiện, cách trung tâm xã Tả Phìn 600m, có chu vi khoảng 400m, với hai cửa, cửa chính nằm ở phía bắc, trải dài đến ngã ba Tả Phìn, cửa phụ nằm ở phía đông, giáp khu vực đường đi Hội Xó huyện Tùa Chùa. Hiện nay hai cửa thành đã bị phá, thành được cấu tạo hình tròn với đường nét uốn lượn theo địa hình chứ không băng theo đường thẳng. Nguyên liệu xây dựng thành chủ yếu là đá với phương thức ghẻ đéo hoàn toàn bằng thủ công, sử dụng kỹ thuật ghét đá tinh xảo tạo thành bức tường đá chắc chắn. Bề mặt thành bằng phẳng, không có sự tham gia của các chất kết dính. Người mà ngựa còn đi lại trên mặt thành. Thành Vàng Lồng do Vàng Chống Cáng xây dựng ra nhằm mục đích bảo vệ tài sản của gia đình mình. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lớn về mặt lịch sử. Thành Vàng Lồng được xây dựng thành một vòng tròn khép kín bởi kỹ thuật xếp đá thủ công. Những phiến đá to được xếp từ dưới lên, những phiến đá nhỏ được xếp dần lên trên mặt thành. Thành Vàng Lồng cao khoảng 3m, rộng trên 1m, không những người mà ngựa cũng có thể đi được. Giữa trung tâm thành hiện đang có 2 hộ gia đình sinh sống và 7 ngôi mộ chưa xác định chủ. Xuyên giữa trung tâm thành là con đường nhựa liên giữa các xã Xính Phình, Tả Phìn, Tả Sinh Thàng, Xính Trải. Thưa quý vị, đây là ngôi nhà của gia đình em và đây cũng là mô hình homestay lần đầu tiên chúng em áp dụng vào dự án của mình. Sau đây em xin mời quý vị vào tham quan bên trong của gia đình em. Đây là bảng uống nước dành cho du khách, còn xung quanh là dùng để phục vụ du khách ăn uống. Đây là khu vực bếp để phục vụ cho du khách ăn uống và du khách có thể nấu nướng những món gì mà mình thích. Sau đây em xin mời quý vị cùng em lên tham quan tầng trên. Đây là không gian dùng để phục vụ du khách ngủ nghỉ và chúng em sẽ dùng chăn của người Mông. Không gian bên ngoài, đây là bàn uống nước phục vụ du khách. Du khách có thể uống cà phê, ngồi ngắm cảnh và điều đặc biệt hơn nữa là du khách có thể ngồi ở đây ngắm được cảnh Thành Vàng Lồng bên kia. Em xin mời du khách tiến ra hành lang đằng sau. Ở đây du khách có thể ngắm cảnh ruộng mật thang và núi đá Tai Mèo. Chắc hẳn đây là điểm dừng chân lý tưởng đúng không ạ?
Chùa chùa quê hương em, ngọt ngào che tuyết sơn, hoa đào khoe sắc thắm, hoa ban nở khắp rừng quê em.